Ây da. À. À. Ui. Quên. Đau tay chứ không phải đau chân. Ui da. Ây da. Ơi. Ơi đau 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 da đau. Trời ơi. Khổ ghê luôn á. À. À. Ê. Ai. À. Ôi, ôi, trời ơi, trời. Tao chết rồi. Điệu này là không được rồi. Sáng giờ không ai đặt hàng hết. Làm gì mà uy quan dữ vậy? Ờ. Như vậy thì em phải mừng chứ. Không ai gọi, có nghĩa là mọi người đang rất là ổn. Ừ? Ừ, em đồng ý. Nhưng mà cứ như vậy hoài thì tụi mình sẽ bị thất nghiệp. Nhóm tụi mình sẽ dần dần bị tan rã. Mình phải tìm sự giúp đỡ thôi. Có người gọi. Số lạ. Dạ, alo. Alo, cho hỏi có phải BB của bộ ba Super không ạ? Dạ, đúng rồi. Tụi con là bộ ba Super nè. Dạ, chú cần gì? Bây giờ chú có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng liên quan đến sinh mạng của con người. Đợi nhanh lên. Mọi người, em mới vừa nhận được một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Là gì? Thì ra là chú gọi vậy con. Mà sao lúc nào chú Hải cũng dùng sim khuyến mãi hết vậy? Con nghe giọng thấy quen quen. Trời ơi, vốn dĩ là không định gọi đâu. Mà tại vì chú sợ mấy đứa thất nghiệp á, cho nên chú mới kêu qua đây kiếm công chuyện cho mấy đứa làm nè. Đúng rồi đó chú, Vivi sợ nhất là thất nghiệp luôn đó chú. Mình lúc nào cũng mang đứng đồng đội hết. Mọi người thấy đúng không? Ủa, chú ơi, ta chú bị sao? Ê, trời ơi, con ơi, con đừng có đụng vô đau lắm con chú... ơi. Ây da. Chú có sao không? Mà nó bị chật khớp á. Nó bị nhẹ thôi. Mà sao chú cử động không được, chú dơ qua không được, chú dơ lại không được. Ây da. Nói chung là chú không có rót nước được, chú không uống nước, chú không ăn không được. Ây da. Rồi nguyên một ngày đi chú đói muốn chết. Thôi được rồi, con nhận nhiệm vụ, tụi con sẽ giúp chú. Yeah. Bây giờ vấn đề quan trọng là phải giúp chú Hảo, cho chú Hảo hết đau tay. Ban đầu em đã kêu Vivi với Lam đưa chú Hảo đi bệnh viện rồi mà hai bạn đó không chịu. Thôi, chú Hảo đó là bị nhẹ thôi mà, đâu có kêu đâu. Bây giờ em thấy á là mình nên làm cách nào để giúp chú Hảo hết đau tay nè anh. À, hay là mình làm một cánh tay giả cho chú Hảo đi. Cánh tay giả? Mình thông minh lắm, vỗ tay. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cánh tay robot bằng Lego Mindstorm. Lego Mindstorm gồm có linh kiện. Thứ hai đó chính là bộ não. Thứ ba đó chính là động cơ. Và cuối cùng đó chính là cảm biến. Đầu tiên anh sẽ lắp phần đế. Dạ. Cần cái bánh răng nữa nè. Phần đế là quá dễ rồi đúng không nè? Dạ. Cái này nữa nè anh. Trời ơi, em trái lắp nhanh dữ vậy. Ồ khoan. Não đâu rồi, bộ não đâu rồi? À, đem đi lấy cho anh. À, lấy giùm anh đi. Đây, lắp vào đây cho anh mượn với. Bước thứ hai, anh sẽ lắp não vào đế. Đó. Ghim đây. Bước thứ ba, anh sẽ gắn động cơ vào cánh tay. Em gắn cái này vô nha anh. Ừ, chắc vô. Chốt nè. Bước thứ tư, anh sẽ gắn cảm biến. Được chưa? Bước thứ năm, anh sẽ lắp phần thân và cánh tay. Được chưa?
Rồi. Và bước cuối cùng, anh sẽ gắn cánh tay vào phần đế. Ta-da, xong rồi. Ôi, mệt quá mấy đứa ơi, đổ mồ hôi hột rồi. Ôi, để anh một chút nha, anh lấy giấy chậm mồ hôi thôi. Anh cá đúng là ngầu như trái bầu luôn. Rồi, tiếp theo, ai đi lấy giùm anh cái máy tính bảng nào? À, để em cho. Nè anh, máy tính bảng nè. Ôi, anh lộn rồi, lấy lại giùm anh cái máy tính nha. À, dạ. Anh xin lỗi nha. Nè anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Bước cuối cùng là một bước rất quen thuộc. Anh sẽ tiến hành lập trình gì các em? Lập trình kéo thả phải không anh? Chính xác, giỏi lắm. Anh sẽ lập trình kéo thả. Và anh sẽ thử nghiệm cho các em xem nha. Xong rồi. Vậy mình phải nhanh chóng đem cái này qua cho chú Hảo. Ừ, đem qua đi. Anh ở đây nha, tụi em đi. Cẩn thận nha. Bye bye anh cả. Bye bye. Cảm ơn anh cả nhiều nha. Cẩn thận nha mấy đứa. Đau quá. Sao mấy đứa nó lâu về quá vậy? Chú Hảo, chú có nhà không chú Hảo? Thôi, chú đây. Mấy đứa về rồi hả? Dạ, tụi con làm xong cánh tay robot cho chú rồi. Để xuống. Để con hướng dẫn chú cách sử dụng nha. Ừ, con hướng dẫn cho chú đi. Dạ, nè, chú chỉ cần bấm nút này, nó sẽ quay qua đây. Xong rồi, chú bấm nút, nó sẽ gấp được đồ. Oh. Yeah, cái bộ nó cũng dễ sử dụng ha. Cái này trợ giúp cho chú được nhiều lắm luôn á. Cảm ơn bộ ba super nhiều nha. Super. Chà, hôm nay trời đẹp quá. Mình phải làm một bài thôi. Chú Hảo ơi, chú có ở đây không chú? Ôi chú nè. Đây chú có sao nữa không chú? Trời ơi, chú đánh đàn là thấy chú khỏe dữ lắm. Thấy không? Thấy không? Này chú chơi đàn tụi con nghe nha, tụi con muốn nghe bài gì? À, ông, chú Hảo ơi, ta chú khỏe rồi, vậy cho tụi con xin lại cánh tay robot được không chú? Cánh tay nào? Cánh tay robot hôm trước tụi con làm cho chú á. À ha, cái cánh tay đó hả? Lúc mà chú khỏe cái chú chở về quê cho cháu chú rồi. Nó là nó mê mấy cái đồ công nghệ lắm, mấy đồ khoa học á. Thế chú cho nó rồi. Hả? Trời! Mình còn chưa kịp thử nghiệm nữa mà.